Đây là em bàn phím VGN-N45 phiên bản một mốt kết nối. Sẽ có hai màu, đó là màu trắng và màu đen. Layout của bàn phím là layout 75%. Bonus thêm một cái nấm xoay dùng để tăng giảm âm lượng. Bàn phím đang sử dụng là đồ file OM, sẽ khác với phiên bản 31 là đồ file MDA. Keycap được làm từ nhựa PVT in double shot. Tiếp đến là một em switch dạng tactile đến từ hãng VGN. Bàn phím được trang bị mạch hot swap socket 5 pin toàn bộ phím, hỗ trợ cho anh em có thể thay bất kỳ loại switch nào trên thị trường. Cấu trúc gasket được làm hoàn toàn từ silicon. Tiếp đến là một miếng foam boron được lót dưới mặt PCB của bàn phím và cả một lớp silicon rất dày dặn được lót dưới đáy.